À, mấy bà xem nè, nguyên cái vườn này tặng mai luôn. Vườn này là vườn đằng sau nha, còn vườn đằng trước đó hả, mai nhiều lắm nè. Để tôi đi ghép vô tôi quay cho mấy bà xem. Cái mai này cũng bự nè đó, cái mai ở đằng xa kia cũng bự nè, ở dưới kia còn nữa nè, dưới dưới tút 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 dưới còn ha. Cây này cũng bự nè, không quá trời luôn. Cây bên này cũng có nè, cây bên này còn nhiều nổ lắm. Coi nè, nó rụng nè, rụng vàng luôn. Cây này cũng bự nè, nó ở đây cũng có một cây nè, thấy không? Ở xa này là cây này là không bự nè, ở xa này là cây này là cây bự nhất nè, cái tàn của nó dã man luôn đó, thấy không? Còn cái này là phía đằng trước nè, đó, cây này cũng nhiều bông lắm đó. Cái này là lối đi ra đằng trước nè. Ở trên nhà này cũng có để một cây, cây này nụ không đây. Đây là hoa hướng dương đây. Đó, đây cây mai. Mấy cây mai này là của em Minh Phong. Cây này cũng bự nè. Đó. Cái này là đứng từ ngoài vô nè, nhìn ra nè. Thấy không?